Đây là một chiếc đồng hồ cổ của Pháp mà nó thuộc những cái thập niên 1900-1930. Và vào cái thời kỳ đó thì hầu hết mọi gia đình, những cái gia đình ở phương Tây, người ta đều treo những cái chiếc đồng hồ này lên trên tường. Và cái thời đó nó chưa có đồng hồ pin, nên là những cái chiếc đồng hồ này nó rất là ý nghĩa. Ngoài việc xem giờ nhắc nhở chúng ta thì đây là một chiếc nó mang lại cái âm thanh rất là phong thủy, tiếng tích tắc, rồi là bản nhạc. Như cái bản nhạc Westminster thì là một trong những cái bản nhạc nó mang lại cái hạnh phúc cho gia đình. Cho nên là hầu hết những cái chiếc đồng hồ cổ như thế này nó được mang cái bản nhạc đó. Vì đồng hồ là treo trong nhà, treo trong gia đình, nên là nó mang đầy cái ý nghĩa. Đấy, ok, xin chào mừng các bác trở lại với kênh video của Đồng Hồ Vang Vọng. Và hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một cái chiếc đồng hồ cổ như vậy, thuộc thương hiệu Jura và được sản xuất bởi đất nước Pháp. Và những cái chiếc đồng hồ cổ như thế này đều được sản xuất bởi những nghệ nhân cơ khí và nghệ nhân gỗ. Thợ cơ khí thì là người ta chế tác những cái máy, những cái bánh răng, ổ cót. Còn thợ gỗ thì người ta chạm trổ, rồi là người ta đóng lên những cái thùng gỗ như thế này, kết hợp với nhau thành một cái đồng hồ, một cái tác phẩm nghệ thuật cực kỳ là tuyệt vời. Ở đây thì ta có một cái mặt số tròn, kính cong. Kính này là kính cong, viền vàng và tất nhiên là quả lắc vàng. Mặt số này thì là nó còn ở trong cái tình trạng đẹp xuất sắc. Và có thể nói luôn đây là một trong những cái chiếc hàng lưu kho gần như chưa có sử dụng, cho nên là nó rất hiếm. Các bác có thể ngắm cái mặt số này, tất cả các cái lỗ nó đều như không có vết xước. Quả lắc cực kỳ là bóng như thế này. Cũng vậy, lát nữa em sẽ chi tiết hơn. Với cái thiết kế vỏ như thế này thì đây là một trong những cái bộ vỏ cổ kính gỗ lạc tự nhiên luôn. Và nó nổi vân cũng tự nhiên, chạm trổ thủ công. Người Tây người ta chạm trổ rất là hay, người ta chỉ có đưa lưỡi dao qua thôi, người ta chạm trổ xong là xong, chứ người ta không đánh bóng như mình, người ta không đánh nhám như mình. Cho nên là các cái vết chạm trổ này nhìn nó rất là sắc, nhìn nó rất là sắc, nó còn như nguyên những cái vết dao gọt, nên là tuyệt vời lắm. Đây là cái họa tiết hình mái. Cái phần này nó đi sâu vào, nó làm chìm cái phần mặt đồng hồ này xuống. Và những cái họa tiết này nó được nổi ra rất là đẹp. Đây là một cái họa tiết để lộ quả lắc ra bên trong ra. Một chiếc em có thể nói là không thể hoàn hảo hơn, một chiếc Jura đến từ Pháp. Và cũng là một trong những cái chiếc đầy đủ và nguyên bản 100% mà Vang Vọng muốn giới thiệu đến các bác. Giấy hướng dẫn sử dụng còn nguyên ở đây. Tất nhiên thì Vang Vọng sẽ tặng kèm các bác một cái thẻ bảo hành. Ngoài ra thì là còn một túi hút ẩm nữa cơ. Đây, em sẽ lấy tặng cái túi hút ẩm này em cho sang đây. Nó có một cái túi hút ẩm nữa. Với cái khí hậu của Việt Nam thì nên có cái túi này trong này. Nó sẽ bảo quản thùng nó được khô hơn, và cái máy lúc nào nó cũng được trong tình trạng khô ráo và hoàn hảo nhất. Ở đây ta còn nguyên một cái cây lên cót này. Đó. Các bác nhìn bộ gông nhé, còn rất là đen, thẳng. Đây là cái phần mặt số này. Các bác có thể nhìn rất là chi tiết khi mà các bác thấy mặt số không một vết xước. Tuyệt vời của tuyệt vời. Quả lắc rất là sáng bóng như thế này. Đây ạ. Tích tắc rất là đều. Củ gông là củ gông chữ T. Còn nguyên thanh chống máy nhé. Máy thì vàng âm luôn, các bác nhìn luôn ạ. Rồi, em test chuông luôn để các bác có thể thử âm.
Vừa rồi là 10 giờ, điểm 10 tiếng chuông thông báo. Các cái vít chốt tường ở đây còn nguyên. Nói chung đây là một chiếc đủ phụ kiện 100% các bác ạ. Đây, mời các bác ngắm lại cái phần họa tiết chạm trổ hoa rất đẹp, hình mái ở đây. Các bác lưu ý là mỗi lần ta lên cót thì là ta nên đóng cái thùng này lại để côn trùng không đi vào. Và trước khi kết thúc video, em mời các bác ngắm lại một cái tác phẩm nghệ thuật này một lần nữa. Cực kỳ là đẹp và xuất sắc. Phần giá thì em xin phép sẽ ghi ở cái phần miêu tả bài viết. Các bác hãy nhìn vào cái phần miêu tả, phần giới thiệu để nhìn giá giúp em. Đồ Vô Vọng xin cảm ơn.